Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 18 năm 2021 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. Theo đó, số giờ làm thêm của người lao động thời vụ tăng lên 40 giờ mỗi tháng. Trước đây, tổng số giờ làm thêm là 32 giờ một tháng. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ. Ngoài ra, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần cũng tăng lên 72 giờ một tuần. Trước đây, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần là 60 giờ một tuần. Khi đi làm thêm vào các ngày lễ Tết, người lao động làm công việc thời vụ không được nghỉ bù như quy định trước đây, mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho ngày làm việc đó. Thông tư 18 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022.